Trời ơi, mấy giờ còn chưa dậy đi học nữa? Mấy giờ rồi? 1 giờ rồi. Trời ơi, trời, 7 giờ rồi. Cưng làm gì ở đây vậy? Em đi học trễ nên bị nhốt hoài rồi. Nghỉ hè mà đi học cái gì? Thằng xíu ngu quá anh luôn. Anh được lắm, tôi bị con tình yêu.